Hai người đàn ông này tuy giàu có tiếng tại Phúc Sơn, nhưng thay vì dùng xe hơi chở mẹ tới bệnh viện, họ lại thay phiên nhau sử dụng chiếc cùi để cõng mẹ đi. Lý do đằng sau việc này đã khiến tôi thực sự cảm động. Vì người mẹ tuổi già bị bệnh nặng cần phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhưng khi hai người con trai chuẩn bị xe để đưa mẹ đi, người mẹ lại nhất định không chịu lên xe vì sợ say xe. Hiểu được tâm lý của mẹ, nên hai anh em đã quyết định sử dụng chiếc cùi để cõng mẹ. Quãng đường từ nhà đến bệnh viện phải đi mất tầm 30 phút, mà hai người con trai sức khỏe cũng không còn được tốt. Vì vậy họ đã lựa chọn thay phiên nhau để cõng mẹ. Họ cố gắng để người mẹ cảm thấy thoải mái nhất khi di chuyển trên đường. Khi được hỏi lý do cho việc này, cả hai anh em đều nói rằng khi còn nhỏ, mỗi khi ốm đều được mẹ cõng đi khám như thế này. Vậy nên bây giờ, họ cũng không ngần ngại để làm điều tương tự. Một khoảnh khắc thật ý nghĩa và sâu sắc về tình mẫu tử cho ta thấy chữ hiếu không đâu xa, đôi khi nó xuất phát từ những việc làm nhỏ bé trong cuộc sống.